Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và minh chứng mọi giá trị trên thị trường để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá trực tiếp về giá trị giao dịch vận dụng này trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex không có chuyện là dễ hay là đơn giản giống như những gì bọn lừa đảo bịp bợm với những danh xưng mác như là thầy dạy Forex, áo quân Forex thế giới, role trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra bên ngoài chia sẻ về các giá trị trên thị trường, không chịu chứng minh giao dịch thực tế, không chịu vận dụng áp dụng vào trong thị trường thực tiễn, sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch của bản thân chúng ra để cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợm trên cái thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Nhà đầu tư cần phải nhìn nhận vào trong thực tế của những giá trị là phải thấy rõ được những giá trị minh chứng và trong thực tế dẫn chứng cụ thể trên chính tài khoản của bản thân họ trên thị trường để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá và chúng ta hiểu được rõ về các giá trị đó trên thị trường. Thị trường này không có chuyện là gì nhỉ? Chưa học xong thì tiền đã về, đang học thì tiền về ngay tại lớp, cũng như học vừa xong ra ngoài có thể giao dịch, vận dụng, áp dụng vào trong thị trường ngay mà không chịu thấy cái người thầy người ta vận dụng, áp dụng vào trong thực tế trực tiếp giao dịch, vận dụng cho chúng ta thấy trong suốt một thời gian dài mà đòi nhà đầu tư có thể ra ngoài vận dụng, áp dụng ở trong thực tế ngay để tạo ra giá trị lợi nhuận trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý, nhìn nhận về những giá trị này trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính giá trị kiến thức vận dụng vào trong thị trường thực tế để chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể trực tiếp đánh giá, trực tiếp nhìn nhận và trực tiếp thấy rõ về những giá trị này. Và nhà đầu tư cần phải hiểu rằng không có chuyện phải có tài khoản lớn hay tài khoản nhỏ mới có thể giao dịch được, mà chúng phụ thuộc vào những khả năng giao dịch của bản thân chính nhà đầu tư trên thị trường. Chào bạn Đồng Xanh, chào bạn Vlog Ninh. Bằng chính những kỹ năng giao dịch của bản thân các bạn trên thị trường về đầu tư Forex này, các bạn không có kỹ năng giao dịch, không có nhìn nhận và đúng thực tế trên thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư, bao nhiêu tiền cũng chỉ là nạp tiền và mất tiền trên thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Tôi chia sẻ bằng thực tế, tôi cho nhà đầu tư thấy rõ về minh chứng trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng nếu các bạn có thể giao dịch được thì với tài khoản nhỏ các bạn cũng có thể giao dịch, vận dụng lên giá trị giao dịch lớn trên thị trường. Đây là điều hiển nhiên ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Còn khi các bạn không có khả năng giao dịch, bao nhiêu tiền với cả các bạn cũng chỉ là đổ sông đổ biển và ném đi cho những giá trị giao dịch của bản thân các bạn trên thị trường này mà thôi. Tôi chia sẻ cho nhà đầu tư nhìn nhận, tôi chia sẻ cho nhà đầu tư đánh giá và hiểu rõ được các giá trị thực tế này trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Chào anh em nha. Điểm vào đúng thì chúng ta giao dịch chuẩn thì chúng ta có lợi nhuận, điểm vào không đúng thì chúng ta sẽ không có lợi nhuận. Không phải lúc nào chúng ta cũng giao dịch, không phải lúc nào chúng ta phải đánh nha. Tôi là một người chứng minh cho nhà đầu tư thấy rõ những cái giao dịch từ tài khoản nhỏ đi lên những tài khoản lớn, và các bạn cần phải hiểu rõ là đây cần phải sử dụng các cái kỹ năng giao dịch và những cái điểm vào ở trên thị trường của các bạn phải chuẩn thì các bạn mới có thể đánh được nha.
Đi lệch bao nhiêu là do kinh nghiệm của mình? Chào anh em nha. Lên anh em xíu. Có đánh thì mới có giao dịch, còn không đánh thì tôi sẽ không có giao dịch. Có đánh thì tôi mới live stream, còn không đánh thì tôi không có live stream nhé. Thế nha, sáng chiều nay tôi có live trên Facebook một cái tài khoản, anh em lên đấy xem nha. Chào anh em.